Và bây giờ chúng tôi xin mời Tân Hậu và Hai Hậu, chúng ta sẽ giới thiệu về mình bằng tiếng Anh, giống như là cuốn thông báo vừa rồi mong muốn. Xin mời các bạn. Hi everyone, my name is Tha. I'm 18 years old and I come from Thanh Hóa. If you don't know Thanh Hóa, I want to offer to guide to invite you to visit my hometown. I am very proud of my hometown. My hometown is a interesting place to travel. And if you like to travel, I highly recommend you to come here because here have many foods and people here very friendly. Thank you. Và bác sĩ cảm ơn Tân Hậu Đỗ Thị Hạ. Hello everyone, my name is Phan Ngọc Phương Anh. I'm 22 years old and I come from Ho Chi Minh City. It's such a pleasure and it's such a joy for me to receive this prize, which is the second, the first runoff of Miss Vietnam 2020. And I would like to use this occasion to say thank you to all of you for giving me support and love from the beginning until now. And like the other two girls here, we will try our best to fulfill our obligations and our duties to bring the Vietnam to everyone else in the world. Thank you. Vì Á Hậu còn giỏi tiếng Pháp và tiếng Anh, tôi đề nghị Á Hậu sẽ lặp lại hoặc là nói một cái nội dung gì mới bằng tiếng Pháp. Bonjour à tous, je m'appelle Phạm Ngọc Phương Anh, j'ai 22 ans et je viens de Ho Chi Minh City. C'est un grand plaisir pour moi de recevoir ce résultat et je voudrais dire merci pour tout, pour tous, pour tout votre support et votre admiration. Et comme les deux autres filles ici, nous essayons notre meilleur pour que partager la beauté des filles vietnamiennes avec tout le monde dans le monde. Merci. Nguyễn Lê Ngọc Thảo. Hello everybody, my name is Nguyễn Lê Ngọc Thảo. I'm 20 years old and I study at Phú Tết University. Sometimes I will work and in free time I usually go to the gym every day and do something with my friend. Thank you. Chúng ta cùng dành chào tay ạ. Đến với phần giới thiệu vừa rồi. Trước khi mọi người biết đến là khi em tham gia cuộc thi thì em có công việc làm theo lời người mẫu. Thì việc em sẽ tham gia showbiz. Đôi khi thì em sẽ diễn những bộ đồ trong ngay cái show và những bộ đồ của nhà thiết kế. Thì việc diễn ở trên mọi chân dài của vòng mắt tiệp thì em chỉ dừng lại vai trò là một người mẫu. Và với vai trò một người mẫu và kiếm thêm thu nhập. Bởi vì khi đến với cuộc thi em không muốn dựa vào điều kiện của gia đình, em muốn tự mình phải chi trả về chi phí cuộc thi. Và trong nhà thì em là chị cả, bản thân em là chị cả. Thì vì mạnh như làm thêm kiếm thêm thu nhập như vậy thì em muốn trang trải thêm cho cuộc sống trong gia đình và lo thêm cho các em. Và về vấn đề mà mọi người nói em là tìm ứng cử viên tiềm năng của cuộc thi mà chỉ dừng chân ở vị trí A2 thì em nghĩ đây là quyết định của ban giám khảo. Thì em trân trọng và em nghĩ đúng quyết định đúng đắn mà từ phía ban giám khảo. Xin cảm ơn giáo Nguyễn Lê Ngọc Thảo. Rồi đôi khi là chính công việc trong một số ngày cũng sẽ giúp bạn có những trải nghiệm và kỹ năng để chúng ta hoàn thành tốt cái nhiệm vụ trong phần thi. Tiếp theo. Em xin cảm ơn câu hỏi của anh ạ. Và như hôm qua em chia sẻ thì nếu có may mắn trở thành Hoa hậu Việt Nam 2020 thì em sẽ trở thành một hình mẫu lý tưởng để cho các bạn trẻ noi theo. Và hình mẫu lý tưởng đối với em đó chính là vẻ đẹp chân thiện mỹ. Bên cạnh đó, đó là một vẻ đẹp truyền thống. Bên cạnh đó, để có thể hội nhập cùng với quốc tế, người phụ nữ Việt Nam cũng như bản thân
cần phải trau dồi cũng như là tiếp thu thêm rất nhiều kiến thức của thế giới hiện đại để cho bản thân có thể thành thạo trong nhiều trường hợp, cũng thể ứng xử trong nhiều tình huống khác nhau. Và những dự định tiếp theo của em trong bối cảnh đất nước đang rất cần những bàn tay chung sức, tương thân tương ái, thì em muốn tham gia những dự án cộng đồng cũng như muốn kêu gọi để tổ chức những hoạt động thiện nguyện để giúp cho đất nước thoát khỏi những khó khăn trước mắt, và cũng như muốn truyền đến cho các bạn trẻ những tinh thần thanh niên, những sức trẻ để mọi người có thể chung tay chung sức cùng với nhau xây dựng một đất nước giàu mạnh và vượt qua những khó khăn hiện tại. Cảm ơn em. Và tiếp theo xin mời Á Hậu Một. Đầu tiên em cũng xin gửi lời cảm ơn với câu hỏi của anh ạ. Thì đối với em thì là em, thực ra em đã hoàn thành xong cái việc học ở tại Đại học RMIT rồi. Và đối với em thì đây là một cái điều cũng rất là may mắn của em khi mà em nhận được cái trọng trách là Á Hậu Một cuộc thi. Vì giờ đây em có thể sử dụng hết tất cả cái sức trẻ của mình, tất cả cái năng lượng và những cái thời gian để có thể làm tròn cái trọng trách và cái bổn phận của một Á Hậu Một. Và cụ thể là em sẽ cố gắng hết sức để có thể tham gia những cái hoạt động thiện nguyện và lan tỏa được cái năng lượng tích cực và cái và truyền cảm hứng cho các bạn trẻ trong xã hội. Và như hồi anh cũng đã nói là em cũng có cái xuất thân từ một cái gia đình rất là đề cao giáo dục, và em cũng mong muốn là có thể giúp các bạn trẻ, đặc biệt là các trẻ em trong cái hoàn cảnh khó khăn, có thể tiếp cận được tới những cái điều kiện mà những điều kiện giáo dục tốt hơn. Và thông qua cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm nay thì em cũng có một cái cơ hội được tiếp xúc với các bé khiếm thị tại mái ấm Thiên Ân thông qua dự án Người đẹp năm nay của nhóm chúng em. Và cái đó cũng sẽ là cái điều đầu tiên mà em sẽ thực hiện khi mà đảm nhận vai trò này, đó chính là em sẽ quay trở về với mái ấm và sẽ cố gắng hết mình để có thể mang lại những cái điều kiện vật chất và những cái môi trường học tập tốt hơn để cho các em có thể nâng cao học vấn của mình và tiếp xúc được với những cái điều kiện tốt mà giáo dục có thể mang lại. Cảm ơn. Và ta sẽ cùng đến với phần trả lời của Á Hậu 2. Xin mời. Dạ, theo như mọi người biết đến thì đến với cuộc thi thì em có những cái kỹ năng như là thuyết quốc, ngôn ngữ, thì em nghĩ đó cũng là một lợi thế của em khi đến với cuộc thi. Nhưng em không bị nhờ bị đó mà em bị đi. Và những buổi tập luyện cùng cô nhóc và cô Như Vân thì em cũng luôn cố gắng nỗ lực và luyện tập để có thể chỉnh chu mình hơn với khi xuất hiện trên sân khấu, có hình ảnh đẹp nhất trước mặt xuất hiện cho ban giám khảo và cho quý vị khán giả. Và đặc biệt thì em muốn nói là trước đây em từng là học trò của siêu mẫu Võ Hàng Yến vào khoảng 3 năm trước, nhưng mà hiện tại khi em đến cuộc thi thì em là học trò của Đức Hiển, thầy của Khánh Vân. Và tại đây thì em cũng gửi lời cảm ơn đến thầy vì thầy đồng hành cùng em trong suốt cuộc thi, giúp đỡ em và những lời động viên cổ vũ, giúp em tiếp thêm động lực để em tiếp tục cuộc thi. Trước khi bạn tiếp theo câu hỏi thì tôi xin nói lại.